cái này khi nói làm video thì anh Văn tới giờ em còn lạc đời nữa mà khi nói trước bữa sau khi viết khi nghe đó nữa là xong hai lớp đây mọi người đang trò chuyện xôn xao. Hồi nãy giờ mình được chụp hình chưa chị? Có bây giờ em được thoải mái rồi chứ. Thôi chứ sao thoải mái mọi người. Giờ tin rồi chụp hình. Giờ có ai chụp nữa làm gì? Sao? Đây là đại hội bạch hồng, này cũng quay đi. Sao thôi sao? Ok không? Đóng cửa lại. 603. Đi đi cuối hành lang. Không có lớp mình công nhận ngon được luôn. Đi về hả? Ấy ấy được không? Được không? Được không? Ơi sẽ công nhận nha khi mình bắt đầu quen rồi. Ơ đi ra sắp chia tay mình rồi vậy. Lúc 12 đúng rồi. Chào cả nhà. Ai sắp chia tay rồi cho em liệt kê đi. Ai sắp chia tay mời uống nước đi nha. Ồ vậy mình chắc mình có đi qua Hello. Hello. Nè, đây em chụp cho nè. Vô đội hình đi em chụp riêng cho nè. Ủa còn đứa nào sau lưng kìa, đứa nào à? Vô giữa đúng rồi, đứng luôn ơi, vô giữa đứng luôn. Lại. Đó kìa. Ủa học chung hả? Đó. Thấy à, thấy tự thấy đi nha. Rồi rồi. Quá chừng nhiều luôn rồi. Chưa đem quay chút đi, chút đi. Ủa đem quay. Không, đem quay gì quay gì chụp được mà. Vừa quay gì chụp cái này vừa chụp nè. Ủa đem quay. Ủa lại đem quay. Thì đem quay mà. Tôi quay nãy giờ mà. Quay quay cái lớp coi hồi bữa giờ. Ở dưới đây đẹp lắm luôn á. Cái gì? Ủa sao mình không đứng đây chụp đẹp nè, ngay ra ngoài cửa sổ nè. Đi ra đứng ngay góc này nè. Góc này đẹp nè. Mở trong lòng kiến cái gì vậy? Sao em ngầu hơn em còn đẹp bắt hơn đó nè. Rồi vô đi vô đi. Xấu gì tự ơi vô đây đẹp á. Đẹp đâu mà đôi đẹp nè. Cãi á. Đẹp hả? Em sẽ bị đẹp hả? Đẹp hả? Đẹp hả? Ở dưới đây là buổi tối rất là đẹp. Chúng ta đi thành phố luôn. Chưa để em đem quay, em quay xong em lấy hình nha. Đó nguyên một lớp. Ồ vậy hả, không đi cà phê hả? Không nếu cà phê mọi người. Không nổi. Gặp môn sinh nói đâu biết gì đâu. Môn sinh vậy. Liền cho nó đi. Ai rảnh thì liền cho nó. Ok, các bạn nha.